Chị Liêm chào các em. Đã lâu quá rồi chị không có làm video. Chị cũng rất là xin lỗi em, bởi vì chị hứa là chị sẽ làm sushi chiên bánh sandwich. Nhưng mà 2 tuần vừa qua thì chị ốm, chị không thể nào ra video được. Bây giờ thì chị cũng vừa mới khỏe dậy, chị muốn làm cái video sushi chiên bánh sandwich để các em xem nè. Bây giờ chị và các em cùng thực hiện nha. Đầu tiên thì chị chuẩn bị một tờ giấy A4, chị gấp đôi lại. Sau đó thì chị sẽ vẽ miếng bánh sandwich lên đây. Các em cùng làm với chị ha. Em xem video các em thấy thích thì các em hãy nhấn like, các em chia sẻ video của chị cho các bạn cùng xem và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chị Liêm nhé. Chị rất là vui khi đọc được comment của các em.
2 tuần vừa qua thì chị cũng rất là thích làm video, rất thích làm sushi. Tại vì chị đọc comment của các em á, chị thấy các em nhắn là chị Lia mày làm sushi. Nhưng chị ốm nặng, chị mệt quá, không có thể quay video được. Bởi vì quay video xong thì chị phải chỉnh sửa video nữa các em ạ. Vì vậy cho nên là các em hãy thông cảm nha. Các em nhớ bấm chuông để khi chị Liêm có video mới thì YouTube sẽ thông báo cho các em xem ha.
cảm ơn các em đã xem hết cái video của chị nha. Bây giờ chị cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye. À quên, các em nhớ thấy hay thì các em hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ chị Liêm ha.